Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Mở đầu chương trình hôm nay là nội dung hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm học 2020-2021. Ngày 8 tháng 9, Ủy ban dân huyện Tuần Giáo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và được kết nối tới 20 điểm cầu của 19 xã thị trấn. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Giàng A Dế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Mùa Va Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện một số cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn, đại diện Hội khuyến học huyện, tổ chức Rồng xanh trẻ em, chương trình phát triển vùng Tuần Giáo. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Mùa Va Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã nêu lên. Năm học 2020-2021, công tác giáo dục và đào tạo huyện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện, như việc rà soát, sắp xếp lại mạng lưới, trường, lớp, học theo hướng tăng số học sinh trên lớp gặp khó khăn, do diện tích phòng học hiện có ở nhiều trường không đáp ứng được yêu cầu, thiếu giáo viên, nhất là giáo viên mầm non. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, do đó nhiều thời gian học sinh phải nghỉ học, phải điều chỉnh thời gian, hình thức học tập cho phù hợp, sử dụng cơ sở vật chất các trường làm khu cách ly tập trung để phòng chống dịch, dẫn tới ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học, cũng như tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường trên địa bàn huyện. Trước những khó khăn đó, với sự lãnh đạo quyết liệt kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, sự ủng hộ nhiệt tình và trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện, sự cố gắng nỗ lực vượt khó vươn lên của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và của các học sinh, công tác giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo cơ bản đã thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch năm học 2020-2021, hoàn thành kế hoạch chương trình dạy và học tại 68 cơ sở giáo dục, 977 lớp và 27.392 học sinh. Tỷ lệ huy động duy trì chuyển lớp, chuyển cấp, thực hiện tiêu chí phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đạt kiểm định chất lượng giáo dục các cấp học đều đạt và vượt kế hoạch giao, đảm bảo an ninh, an toàn và đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn của huyện. Năm học 2020-2021, toàn huyện có 68 cơ sở giáo dục, một trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên với 977 lớp và 27.392 học sinh, 19 trên 19 xã thị trấn đã có trường mầm non, tiểu học, 17 trên 19 xã có trường trung học cơ sở, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, 3 trên 19 xã, thị trấn có trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên công tác giáo dục và đào tạo của huyện nhà đã chủ động linh hoạt, từng bước vượt qua khó khăn trở ngại, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hệ thống giáo dục, vừa tham gia rất tích cực vào công tác phòng chống dịch của huyện, vừa hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đều đạt kế hoạch. Trong đó, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 vượt kế hoạch giao 1 xã, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 vượt kế hoạch giao. Số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt 55 trường, tăng 1 trường so với kế hoạch. Đã thực hiện sáp nhập 18 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, giảm được 9 đầu mối. Chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng các mặt giáo dục, các cấp học đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tỷ lệ học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,8%, độ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,9%. Có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp huyện. Đặc biệt thời gian qua, hệ thống giáo dục của huyện đã tham gia tích cực, có nhiều đóng góp vào thành công chung của huyện trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Một số trường đã được trưng tập thành khu cách ly tập trung, khu nấu ăn và phục vụ các chốt kiểm dịch. Nhiều thầy cô giáo, cán bộ nhân viên ngành giáo dục đã tình nguyện tham gia các hoạt động phục vụ tại các khu cách ly tập trung. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Giàng A Dế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã ghi nhận biểu dương kết quả dạy và học của toàn ngành trong năm học vừa qua.
năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong đó công tác giáo dục và đào tạo, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học mới 2021-2022, đồng chí Giàng A Dế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đề nghị ngành giáo dục cần thực hiện tốt một số nội dung sau. Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường, tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác giáo dục và đào tạo. Do đó tôi đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện một số nội dung sau. Một là cần phải chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo tới cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn toàn huyện. Hai là hiện nay và trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường. Do vậy mà trong năm học này, chúng ta vừa phải tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, vừa phải đặc biệt quan tâm làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các nhà trường, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh. Chủ động, linh hoạt trong thực hiện kế hoạch năm học, kịp thời điều chỉnh kế hoạch và có những giải pháp phù hợp với từng diễn biến của dịch bệnh COVID-19, quyết tâm không để gián đoạn công tác dạy và học. Cùng với đó, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện nhà. Và cũng mong muốn là ngành giáo dục đào tạo tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ và cũng đồng thuận với sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện trong cái việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, tham gia hỗ trợ các chốt kiểm dịch, tham gia cái việc mà khi huyện trưng tập phục vụ các chốt kiểm dịch cũng như các khu cách ly thì cũng rất mong muốn là thời gian qua chúng ta đã làm rất tốt rồi. Thời gian tới chúng ta tiếp tục phát huy và thực hiện tốt hơn nữa để đảm bảo sớm ổn định tình hình chính trị để chúng ta lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung cũng như là nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thứ ba là cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền đoàn thể cấp xã, phải bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo để đạt hiệu quả cao nhất. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, chỉ thị số 16 ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, duy trì ổn định mạng lưới trường học các cấp, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, kết hợp rà soát sắp xếp lại quy mô trường lớp học, tăng cường huy động dân số trong độ tuổi ra lớp, tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Phát triển đội ngũ giáo viên, viên chức quản lý giáo dục, đảm bảo chất lượng và phù hợp với tình hình thực tiễn, từng bước cơ cấu lại đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu về lộ trình tinh giản biên chế. Duy trì củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đúng lộ trình. Đối với giáo dục mầm non, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, thực hiện rà soát bổ sung, nâng cấp các điều kiện, đảm bảo để triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới được sửa đổi bổ sung, triển khai thực hiện diện rộng, hoạt động quan sát trẻ theo quá trình nhằm hỗ trợ việc theo dõi đánh giá chất lượng giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Đối với giáo dục phổ thông, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 vào năm học 2022-2023 và kế hoạch tập huấn giáo viên, viên chức quản lý của dự án ETEP. Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022 tổ chức thực hiện đầy đủ, sáng tạo hiệu quả chương trình, kế hoạch giáo dục, tăng cường công tác truyền thông về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhân dịp này, trường tiểu học Quài Cang vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho Phòng Giáo dục và Đào tạo và trường mầm non Sao Mai. Ủy ban dân tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
cho 45 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2020-2021, bằng khen cho 14 tập thể, 31 cá nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tặng giấy khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân. Ủy ban dân huyện Tuần Giáo công nhận lao động tiên tiến cho 45 tập thể, 211 cá nhân. Công nhận và tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 11 tập thể và 1.551 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm học 2020-2021. Tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 211 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học 2020-2021. Tại hội nghị, nhằm khuyến khích các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, Bảo Việt Điện Biên đã trao tặng 8.500.000 đồng cho học sinh các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, tổ chức trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ 90 triệu đồng. Chương trình vùng Tuần Giáo trao tặng đồ dùng học tập cho 162 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ nước sát khuẩn, khẩu trang cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các trường với số tiền là 58.654.000 đồng. Tiếp theo chương trình là nội dung Tuần Giáo đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn, không để người dân đi từ các vùng dịch cũng như có các yếu tố của dịch tễ chưa được kiểm soát vào địa bàn tỉnh. Do đó, để song hành với công tác này, Ban chỉ đạo huyện Tuần Giáo đã kịp thời ra các văn bản chỉ đạo đến chính quyền các xã thị trấn, các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến nhân dân trong việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế và của tỉnh về công tác phòng chống dịch. Trong đó chú trọng thực hiện nghiêm các quy định 5K của Bộ Y tế, tuyệt đối không chủ quan lơ là trước những diễn biến của dịch. Trao đổi với chúng tôi, ông Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Ban chỉ đạo huyện Tuần Giáo cho biết. Ban chỉ đạo phòng chống COVID của huyện là chúng tôi tăng cường kiểm tra, giám sát cái ban chỉ đạo của cấp xã, rồi tăng cường kiểm tra và đôn đốc hoạt động của cái tổ COVID cộng đồng. Có thể nói là công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát, công tác tiêm phòng chống dịch, tiêm vaccine, rồi là công tác thực hiện các ở trên các cái chốt kiểm dịch, cơ bản là dịch là được khống chế an toàn. Là xã tiếp giáp với huyện Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La, do đó để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn được hiệu quả, Ủy ban dân xã Quải Nưa, huyện Tuần Giáo đã thường xuyên chỉ đạo đến các thôn bản và người dân trong xã, nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy vai trò mạnh mẽ của tổ COVID cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các bí thư chi bộ, trưởng bản, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân, chủ động tố giác khi phát hiện có người lạ ra vào địa bàn. Cùng với đó là khai báo trung thực khi gia đình có con em đi lao động từ các tỉnh thành về hoặc vẫn đang có tình trạng mắc kẹt tại các tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội trên cả nước. Ông Lò Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quải Nưa cho biết. Xác định rằng trên địa bàn xã Quải Nưa thì chúng tôi là giáp huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Đây là hai bên là có giao thương hàng hóa và làm ăn đi lại với nhau rất là phức tạp. Thế nhận thức được cái việc này thì chúng tôi cũng đã họp lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã triển khai các kế hoạch tuyên truyền tới các thôn bản, kiểm tra những công dân đi lại, đi làm ăn từ Quỳnh Nhai sang Quải Nưa cũng như là từ Quải Nưa sang Quỳnh Nhai. Còn đối với bà con nhân dân trên địa bàn thì chúng tôi thường xuyên cử cán bộ trong ban chỉ đạo xuống tuyên truyền, nhắc nhở cũng như là chỉ đạo các bạn trong tổ COVID cộng đồng, tuyên truyền thường xuyên tới anh em công dân đi làm ăn từ các tỉnh khác về thì luôn luôn là xuống trạm y tế để khai báo cũng như là cho tổ COVID cộng đồng chúng tôi là cho tờ khai báo y tế rất là rõ ràng, địa chỉ nơi đi nơi đến rõ ràng. Với sự chủ động vào cuộc của các cấp các ngành cho đến người dân, điều đó đang cho thấy công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện cửa ngõ Tuần Giáo đã được thực hiện chặt chẽ. Và đây sẽ là cơ sở để Tuần Giáo tiếp tục quản lý siết chặt đối với việc kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn. Tiếp theo chương trình là nội dung phần tin. Chiều ngày 8 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Tuyên, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban dân huyện Tuần Giáo, Ban chỉ đạo giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 đã tiến hành họp đánh giá tiến độ triển khai công tác giao đất giao rừng.
và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2023 và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Thực hiện kế hoạch của Ban dân tỉnh Điện Biên về rà soát hoàn chỉnh việc giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023, Ủy ban dân huyện Tuần Giáo đã kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023. Chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Tổng diện tích dự kiến đưa vào kế hoạch rà soát hoàn chỉnh việc giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện là trên 48.330 ha. Trong đó, diện tích đất lâm nghiệp trong quy hoạch 3 loại rừng là trên 47.800 ha. Diện tích đất có rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng là hơn 532 ha. Đất lâm nghiệp có rừng trong quy hoạch nhưng chưa giao để thực hiện giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý và bảo vệ với diện tích khoảng 6.205 ha. Thực hiện rà soát diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng trong quy hoạch để thực hiện giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích khoảng trên 41.600 ha. Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo đã nhất trí cao với những nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, đó là trong năm 2021 thực hiện thí điểm giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 3 xã Mường Khong, Mường Thín, Nà Xáy. Từ ngày 13 tháng 9, đơn vị tư vấn phối hợp với Ủy ban dân các xã thị trấn và các phòng ban chuyên môn đồng loạt tổ chức họp dân tiến hành triển khai kế hoạch giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến luật đất đai, luật lâm nghiệp và các văn bản quy định có liên quan đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện để nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tuyên, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban dân huyện Tuần Giáo, trưởng ban chỉ đạo giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023, yêu cầu các phòng ban, ngành, huyện, ủy ban dân các xã thị trấn chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, tập trung giải quyết dứt điểm, thực hiện giao trên 6.737 ha đất lâm nghiệp có rừng và trên 3.067 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng trong năm 2021. Thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 1 năm 2021 của Ban dân huyện Tuần Giáo, những ngày qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, công an thị trấn ra quân tuyên truyền nội dung xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi sử dụng trái phép hè phố, lòng đường đô thị, kết hợp tuyên truyền và tổ chức cho 245 hộ kinh doanh, hộ gia đình ở hai bên trục đường quốc lộ 279, quốc lộ 6 và khu vực chợ ký cam kết thực hiện bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ với các nội dung ký cam kết không sử dụng hoặc cho thuê mượn hành lang an toàn giao thông đường bộ trước cửa nhà để làm điểm rửa xe, họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, đặt treo biển quảng cáo, gây cản trở giao thông, không đào khoan xẻ đường trái phép, không để trái phép vật liệu, phế thải ra đường, không mở đường đấu nối trái phép vào đường chính, di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình đường bộ, không đỗ dừng để xe ở lòng đường, hành lang trái quy định của pháp luật. Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, các ngành, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị gián đoạn, một số xã được công nhận cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới có biểu hiện chững lại, chưa hoàn thành các tiêu chí cơ bản, chưa đạt chuẩn các tiêu chí. Để tiếp tục phấn đấu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, Ủy ban dân huyện Tuần Giáo chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt chú ý công tác vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường, phát triển và nhân rộng các mô hình đường hoa cây xanh, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Giao 14 xã Pú Nhung, Dạng Đông, Mùn Trung, Mường Mùn, Triềng Đông, Tỏa Tình, Triềng Sinh, Quài Nưa, Quài Cang, Quài Tở, Mường Thín, Phình Sáng, Pú Si và Nà Tòng tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí thôn bản nông thôn mới đối với 22 bản trên 14 xã đăng ký phấn đấu thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện bình xét xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021 đối với sản phẩm dưa mèo mắc ca, trình Ủy ban dân tỉnh công nhận xếp hạng đối với sản phẩm OCOP của huyện. Thưa quý vị và các bạn, các trường đại học sẽ nhập mức điểm trúng tuyển, kết quả xét tuyển lên hệ thống và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16 tháng 9. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ ngày 5 tháng 9 là khi kết thúc thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, đã có hơn 358.600 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, chiếm tỷ lệ 45,09% so với số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2021 là trên 795.300. Ngoài số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, có hơn 84.600 nguyện vọng được thí sinh đăng ký bổ sung. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển trước khi điều chỉnh là 3.800.700, sau điều chỉnh là gần 4 triệu. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội đồng tuyển sinh các trường sẽ thực hiện việc xét tuyển và lọc ảo theo phương thức trực tuyến. Bộ yêu cầu các trường phải tuân thủ thời gian lọc ảo của Bộ. Theo quy trình, trước 17 giờ ngày 16 tháng 9, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển, kết quả xét tuyển lên hệ thống và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Đây là thời điểm nhu cầu thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu như bánh kẹo, nước giải khát, nhất là bánh nướng, bánh dẻo sẽ tăng đột biến. Điều đó cũng kéo theo nỗi lo về ngộ độc thực phẩm do bánh Trung Thu kém chất lượng của người tiêu dùng vào dịp này. Tết Trung Thu năm nay khá đặc biệt khi nhiều địa phương đang thực hiện các quy định về giãn cách xã hội ở mức độ khác nhau. Trong đó có hàng chục tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Có nơi thực hiện giãn cách ở mức độ cao hơn. Chính vì thế, thị trường bánh Trung Thu kém sôi động. Nhưng việc đảm bảo an toàn về thực phẩm vẫn cần được quan tâm để người dân được đón Tết Trung Thu trong niềm vui, an toàn. Chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu, lồng ghép với tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Vì vậy, khuyến cáo người dân chỉ nên mua những sản phẩm, thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt lưu ý kiểm tra nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng khi mua sản phẩm, thực phẩm qua hình thức trực tuyến. Tuyệt đối không mua, không sử dụng sản phẩm không nhãn mác và thông báo kịp thời tới các cơ quan có trách nhiệm khi phát hiện những cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 24 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo Điều 3 của Nghị định, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng. Mức chuẩn là căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh. Mức hưởng trợ cấp phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng được quy định tại phụ lục 4, ban hành kèm theo nghị định này. Nghị định số 75/2021/NĐ-CP cũng quy định rõ các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện thiết bị phục hồi chức năng cần thiết, hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học, hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nghị định số 75/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Phần cuối của chương trình là bài viết Chi bộ bản Hồi Sáy, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế. Những năm qua, với tinh thần đoàn kết dân chủ, chi bộ bản Hồi Sáy, xã Nà Sáy
đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, kinh tế của nhân dân ngày càng phát triển. Chi bộ bản Hủy Sáy có 10 đảng viên, bản có 41 hộ với 185 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Xác định việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt. Từ đó, hàng tháng, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt, tìm phương hướng phát triển kinh tế cho bà con. Nhận thấy việc đói nghèo là do nhân dân vẫn còn thói quen canh tác lạc hậu, chi bộ đã phối hợp với các đoàn thể của bản tuyên truyền vận động nhân dân mạnh dạn đưa các giống có năng suất chất lượng cao vào gieo trồng, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để người dân tin tưởng và làm theo. Đảng viên trong chi bộ là những người tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện. Đồng chí Lò Văn Doan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nà Sáy cho biết. Về công tác phát triển kinh tế sau đó giảm nghèo, chi vụ dẫn dắt nhân dân phát triển tăng đàn gia súc đối với bản Hủy Sáy, đàn trâu đàn bò là đứng đầu nhất xã, tỷ lệ hộ nghèo được giảm rất đáng kể, đời sống của nhân dân được nâng lên. Về thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chi vụ vận động nhân dân hiến đất làm đường, hiến đất làm nền nhà văn hóa đều được đồng tình nhân dân ủng hộ, trừ có vốn để xây dựng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân trong bản đã thay đổi cách nghĩ cách làm, tích cực phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây cao su. Tổng diện tích trồng cây cao su của cả bản là trên 50 ha. Đến nay, toàn bản có tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt là 9,1 ha. Đồng thời, nhân dân trong bản trồng cây ăn quả. Cụ thể, cây xoài Đài Loan với diện tích gồm gần 1.000 m2 hiện đang phát triển tốt. Ngoài ra, chi bộ đã vận động nhân dân tích cực tiêm phòng vaccine phòng chống dịch bệnh, chủ động các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm. Vì vậy, đàn gia súc, gia cầm của bản phát triển ổn định. Tính đến hết tháng 8 năm 2021, tổng đàn gia súc của bản có gần 250 con. Với những chỉ đạo đúng hướng của chi bộ bản Hủy Sáy trong phát triển kinh tế đã mang lại no ấm cho người dân nơi đây. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm. Đến hết năm 2020, cả bản có 20 hộ khá giàu, 8 hộ cận nghèo và 13 hộ nghèo. Không chỉ vận động nhân dân phát triển kinh tế, chi bộ còn làm tốt công tác vận động người dân thực hiện quy ước hương ước của bản. Các hủ tục lạc hậu, các tai tệ nạn xã hội bị đẩy lùi, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Năm 2020 vừa qua, cả bản có 32 trên 41 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt trên 78%. Có thể thấy vai trò lãnh đạo của chi bộ, sự gương mẫu đi đầu của đảng viên trong việc thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Bản Hủy Sáy hôm nay đã và đang từng ngày khởi sắc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình Huyện Tuần Giáo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.